ca là tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Hậu Dương đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ giành độc lập tự do Tổ quốc. Tôi xin nhắc lại chương trình có 3 sự kiện: một là quốc ca, hai là Dương đọc ca, ba là phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Hậu Dương đã hy sinh nền độc lập bảo vệ tự do Tổ quốc. Xin kính mời toàn thể các cụ công các bà trong hội trường đứng dậy để chúng ta làm lễ chào cờ. Chào cờ. Chào. Sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Một phút bắt đầu. Thôi xin trân trọng kính mời các quý vị ngồi xuống.